Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo Gia Lâm Trường Kỳ và cũng như anh em server của Đại Trung Nguyên, trang chủ Trung Nguyên Trường Kỳ.com. Và hôm nay Khải xin thông báo với anh em đó là một chức năng tham gia hội viên đối với kênh Duy Khải Gaming. Ở hội viên, mức hội viên vàng đầu tiên đó là anh em chỉ ủng hộ Khải tầm 30k Việt Nam đồng mỗi tháng thôi. Thì Duy Khải sẽ cảm ơn anh em và anh em sẽ được quyền xem trước những video mới nha anh em ơi. Và ở mức hội viên tiếp theo đó là hội viên Bạch Kim, thì anh em có thể ủng hộ Duy Khải 60k trên một tháng thôi. Và anh em sẽ được quyền sử dụng đặc quyền từ trước, ở cấp độ trước, và kèm theo đó là sự kiện trực tiếp chỉ dành cho hội viên nha anh em ơi. Và anh em có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện trên Discord hoặc là cái gì đó nói chuyện riêng với mình cũng vậy thôi. Và ok, ở hội viên tiếp tục đó là hội viên Kim Cương, thì anh em có thể ủng hộ Khải bằng cách đó là ủng hộ 600k trên một tháng. Thì anh em có thể đó là quyền sử dụng từ đặc quyền của các cấp độ trước đây, và anh em có thể chơi trò chơi nào đó cùng với mình hoặc là sự kiện trực tiếp chỉ dành cho hội viên. Và tiếp tục đó là anh em video chỉ dành riêng cho hội viên thì anh em có thể xem đầu tiên luôn nha anh em ơi. Và ở hội viên VIP đó là hội viên cuối cùng, thì anh em ủng hộ Khải 1 triệu trên một tháng, thì anh em có đặc quyền đó là quyền sử dụng đặc quyền từ các cấp độ trước đây và có thể chơi trò chơi cùng với mình. Và anh em có thể inbox qua Facebook và được kết nối trên mạng xã hội như là Facebook hoặc là Fanpage với mình nha anh em ơi. Và cũng như là lời cảm ơn trong video của anh em. Và tiếp tục anh em vẫn có quyền đó là quyền xem trước những video mới từ kênh của mình và những video chỉ dành riêng cho hội viên nha anh em ơi. Nói chung thì Duy Khải mong anh em sẽ ủng hộ Khải bằng cái hội viên nào đó, nói chung là vàng hay bạch kim 30k hay 60k đó thôi, để Khải duy trì kênh nha anh em ơi. Và mong rằng anh em sẽ mãi ủng hộ Duy Khải Gaming cũng như những ngày trước đây. Và xin chúc anh em một ngày mới làm việc học và học tập vui vẻ anh em ơi. Ok, bây giờ thì bye bye mọi người nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.